Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Các đại biểu Quốc hội đánh giá, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc. Một số ý kiến chỉ rõ, xuất khẩu tăng mạnh nhưng tỷ trọng đóng góp của khu vực FDI vẫn lớn nhất trong cấu trúc thương mại của Việt Nam. Điều này phản ánh việc xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng cũng đang tạo ra nhiều bất trắc tiềm ẩn cho nền kinh tế. Thị phần xuất khẩu và tỷ trọng của hầu hết các mặt hàng chủ lực đều được thực hiện bởi các doanh nghiệp FDI. Điều này phản ánh năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Những doanh nghiệp trong nước nhìn chung vẫn chưa đủ mạnh để tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, nếu doanh nghiệp trong nước không nhanh chóng có sự phát triển toàn diện, nền kinh tế Việt Nam sẽ rất dễ bị tổn thương nếu các chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Vì vậy, cần khuyến khích các doanh nghiệp trong nước mở rộng kinh doanh, đặc biệt là vào các lĩnh vực chế tạo và công nghệ cao để củng cố nền tảng công nghiệp trong nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp FDI sử dụng nguồn lao động là người Việt Nam chất lượng cao. Liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hiện rất chậm, các đại biểu đề nghị cần phải giải quyết nút thắt về giải phóng mặt bằng, cũng như tăng cường công tác quản lý trong triển khai giải ngân nguồn vốn quan trọng này. Trong luật đầu tư chỉ đề cập tới cái nhóm công trình nhóm A, còn nhóm B thì chưa đề cập. Vì vậy, tôi tha thiết đề xuất với Quốc hội và Chính phủ có cơ chế tách riêng hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng thành những dự án độc lập, giao về cho cấp tỉnh làm chủ đầu tư. Đề cập đến vấn đề giáo dục đào tạo, các đại biểu khẳng định giáo dục là vấn đề cốt lõi để phát triển đất nước và ổn định an sinh xã hội. Cử tri, người dân rất quan tâm đến vấn đề cải cách, thay đổi chương trình và các mức học phí của các bậc học. Thiết nghĩ ở các bậc tiểu học, trung học cơ sở hay phổ thông trung học là chúng ta phải có cơ chế giải pháp hạ học phí ở mức thấp nhất, hỗ trợ tốt nhất cho các em, vì đó là trẻ em dưới 18 tuổi, cần phải có môi trường nhận thức và học tập để phát triển. Có chăng chúng ta nên nghiên cứu ở cấp bậc cao hơn, đó là đại học và sau đại học. Điều chỉnh ở khung bậc này vì đó là thế hệ trên 18 tuổi, các em có thể tự định hướng và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhiều đại biểu nhấn mạnh, học tập không chỉ từ phía gia đình và trường mà còn ở cả xã hội, do vậy cần xây dựng mô hình cộng đồng nhiều hơn để giải tỏa vấn đề áp lực đến trường. Việc học tập và vui chơi chung ở cộng đồng là rất cần thiết trong việc kích thích tương tác và phát triển khả năng tư duy sáng tạo, giải trí của giới trẻ, từ đó tránh được những áp lực từ nhiều phía cho học sinh, phụ huynh và thầy cô.